sao trong cái sở thú này chẳng thấy điều gì đó kỳ lạ vậy trời. Các bạn nhớ video đợt trước mà con Hugo cổ kinh dị tấn công làng mình không ạ? Và nó đã bắt sầu yên vô bên trong cái sở thú này rồi. Giờ mình đang cố gắng điều tra cái sở thú này nè, nhưng mà chẳng thấy manh mối đâu hết trơn á. Mấy con động vật bên trong kia nhìn nó bình thường mà dễ thương, nhưng mà tại sao lại có con Hugo cổ siêu đáng sợ luôn á? Và bạn nào chưa biết về con Hugo cổ đó thì có cái video hiện bên này nè, các bạn hãy bấm vào video đó nha. Giờ phải tìm cách cứu sầu yên mới được. Giờ làm sao để mình đột nhập vô bên trong được đây? Chắc mình phải mua một cái vé vô bên trong điều tra mới được, chứ ở ngoài này chẳng thấy gì hết trơn á. Đi vô bên trong sở thú thôi mấy bạn. Mình sẽ cố gắng cứu cho bằng được sầu yên. Nhanh lên nhanh lên. Trời này tới sở thú rồi, tới sở thú rồi nè. Được rồi, vô mua vé thôi mấy bạn. Anh ơi bán cho em cây vé. Ủa sao chẳng thấy ai hết vậy ta? Ủa cậu bé, con muốn vào sở thú hả? À dạ đúng rồi chú ơi. Trời, con muốn tham quan lại mấy con thú dễ thương hôm qua chú. Ủa cho con hỏi là anh bán vé đâu mất tiêu rồi? À cậu ta hả? Cậu ta đã bị ta đuổi rồi, tại vì cậu ta dám ăn cắp đồ trong sở thú đó. Ủa vậy hả chú? Mình mới vừa nghĩ ra cách này nè mấy bạn. Hay là mình thử xin làm việc trong cái sở thú này coi. Nếu như được thì mình có thể thăm dò cái sở thú này nguyên một ngày luôn á nha. Các bạn thấy ý kiến này không hả? Ê, được rồi được rồi. Ý, chú ơi chú ơi, chú có đèn tiếu nhân viên mà, cháu thích chăm sóc những con thú ở trong sở thú này lắm á, chú có thể nhận con vô làm được không? Ồ vậy sao? Được được được, chỗ bên ta đang thiếu người, nhóm có thể ứng tuyển vào đó. Ồ vậy chú, được nhận rồi mấy bạn ơi. Thôi bây giờ đi theo ta nè, ta sẽ dẫn cho nhóc đi hay lại cho chỗ này. Ờ dạ 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 dạ, đi theo. Ủa này là chỗ nào vậy trời? Đây nè, chính là Dujoshik. Ta Dujoshik cần một người bán hàng ở đây. Ồ, vậy là đang thiếu một nhân viên bán hàng á. Ôi, cửa hàng bán đồ lưu niệm á. Ồ, quá trời thứ luôn. Dạ được, chú ấy giao cho con đi. Đây là đồ nhân viên của con đây, hãy lấy mà mặc vào đi. Dạ được chú ơi, được rồi, có quần áo này mặc cho thôi. Mặc xong rồi nè, nhìn cũng đẹp quá ta. Được rồi, bây giờ con hãy trong cửa hàng này cho chú đi. Một xíu nữa chú sẽ quay lại và kiểm tra. Dạ được chú ơi, dạ được. Tạm biệt chú. Ôi, đây chính là cơ hội để mình đi điều tra cái sở thú này đây nè. Ủa nó đi chưa vậy? Đi mất tiêu rồi. Được rồi, bắt đầu đi điều tra cái sở thú này thôi mấy bạn. Cái gì vậy? Ôi, có bán búa không? Ôi, cái con gì vậy? Nhìn nó thấy ghê quá vậy. Hình như đây là một con tinh tinh á. Ôi, các bạn nhìn cơ bắp nó kìa. Và nó có một cái miệng rất là kinh khủng luôn. Ê, con này sao mà nó thấy ghê á? Đi vô bên trong luôn kìa. Sao ở đây chả có thứ gì mà ta cần hết vậy? Trời, con này y chang con Hugo cổ kia luôn mà nó còn biết nói chuyện nữa rồi. Bình tĩnh lại. Ngài khỉ lộn ơi, ngài cần mua cái gì vậy? Thì ta cần mua một cây búa đó. Cây búa đó ngươi có không? Ôi, cây búa, để tôi xem cho. Búa hả, chỗ này không có búa. Ôi, đúng thiệt rồi là không có búa thiệt chứ. Chỗ này, mấy cái quầy hàng thì không có bán búa. Anh khí đột, cửa em hết búa rồi. À, sao bán kỳ cục vậy? Được rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi 5 phút. Nếu mà không có cây búa cho ta thì đừng có trách tại sao ta phá hủy cửa hàng này. Cái gì 5 phút hả? Dạ, em biết rồi, anh đừng có phá hoại anh ơi. Rồi, bây giờ ta đi đây. Nó đi rồi. Chết rồi, giờ mình phải đi làm cái búa cho con khỉ đột mà trước mới đi điều tra được. Ê, tranh thủ đi kiếm nguyên liệu làm cái búa thì mình sẽ đi vòng quanh cái khu sở thú này điều tra xem thử coi như thế nào à. Và thứ nhất mình cần một cái que đó, que để làm thân búa. Sẵn tiện đi xung quanh xem ở chỗ này nó có điều rất lạ lạ không. Bên đây là chuồng tê giác này, đợt qua mình xem rồi. Đi qua đi tiêu hướng này. Mấy con hưu này chẳng có gì kỳ lạ đó. Ui, vô bên này xem thử coi. Đi vô. Chỗ này cũng chẳng có gì kỳ lạ hết. Chỗ này đựng gỗ với lương thực cho mấy con động vật không à. Nhưng mà mình cũng đang cần ít gỗ nè. Lấy một ít gỗ thôi. Đây. Rồi, xong rồi. Ở trên đây có cái tháp này để mình trèo lên xem thử coi. Xung quanh này có cái gì đó lạ lạ ở trên đây không? Xung quanh đây thì... ôi sư tử nè, không thấy gì kỳ lạ đó. Không lẽ có một cái gì đó bí mật ở dưới cái sở thú này ta? Thôi được rồi, đi ra làm cho con khỉ kia cái búa đi. Mình chỉ có 5 phút rồi nha. Rồi giờ mình đi cần kiếm ít đá nữa. Đi kiếm đá cái. Xuống dưới hang rồi, mình cần đào 6 cục đá nha. 6 cục đá. Ok, mình lọc xuống dưới nữa hả? Đủ rồi, vô đây. Đây, giờ mình sẽ làm ra cái bàn chế tạo nè. Đặt vô bên góc này đi. Đây, giờ làm ra một cây que nè. Que, đây, có cây que rồi. Đây, giờ bỏ mấy cái này lên. Đây rồi, có được cây búa đá nè. Ây cha, cất vô rồi, chèn chỉ lên chỗ này mới được. Đây, có cây búa đá cho con khỉ rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đi điều tra tiếp thôi. Em, tao muốn ăn
kem. Ơi, cái gì ấy, có gì ấy? Ui, cái này là một con chim cánh cụt á. Sao nó có cái đôi cánh mình chim mỏ nó bị chẻ ra làm bốn vậy trời? Thì ghê. Được rồi, ta muốn ăn kem. Cái gì kem á, kem á? Kem, có gì có kem cho nó không vậy? Chứ là trong đây không có kem. Ở đây hết kem rồi. Ai không có kem thì ta sẽ ăn thịt ngươi cũng được. Bảy ơi. Ê, ngài chim cánh cụt ơi, bình tĩnh lại, tôi sẽ kiếm kem cho ngài. Được thôi, vậy thì kiếm kem cho ta đi. Được rồi, tí nữa ngài quay lại thì sẽ có kem cho ngài đó. Được thôi, nhớ đó, không thôi ta sẽ ăn thịt nhà ngươi đó. Con quỷ chim cánh cụt đó, nó đòi ăn kem kìa. Vì làm kem cho nó thôi chứ mình mà không làm kem cho nó là nó sẽ ăn thịt mình luôn á. Thôi nhanh lên, mình phải qua khu tuyết mới được. Tới được khu tuyết rồi này, giờ thì mình sẽ cầm cái xẻ này để lấy tuyết để làm kem cho quỷ chim cánh cụt đó nè. Trời ơi, quá trời tuyết rồi. Thôi giờ mình sẽ làm ra cái khối tuyết nè. Rồi, đã có khối tuyết rồi. Giờ thì mình sẽ đi về làng sinh tố lấy siro với lấy một cái ly á. Về tới nhà của mình rồi. Và mình sẽ vô trong đây nè, mình sẽ kiếm siro dâu. Siro ở đâu ta? Đây, một cái ly. Đây, siro. Đây rồi, có siro dâu luôn. Mình sẽ ra ngoài đây, sẽ bỏ tuyết vô cái cổ máy nè. Tuyết nè, siro nè, tuyết nè. Rồi, được rồi. Giờ mình chỉ cần gạt cái cần này một cái là sẽ có kem ngay nè. Gạt cần. Wow, đây rồi, một ly kem dâu. Trời ơi, quá thơm ngon luôn. Rồi, đi, quay lại sở thú thôi. Rồi, về tới đây. Ủa, mình nhớ trước khi đi mình có đóng cửa mà ta, đóng lại mới được. Ồ, có kem rồi, có. Cái gì vậy? Cái, hình như có một cái con gì ở trong đây nữa, cái đuôi hả? À? Ôi, cái gì vậy trời? Con gì nữa vậy? Nó đây đứng đó có gì? Sao tự nhiên không có gì ta? Ôi, đây là một con cá sấu bị ký sinh hả? Trời, nhìn nó thấy ghê quá vậy. Ê, để mình có lên ra hỏi nó không trời? Rồi, hỏi nó đi chứ không nó ăn thịt mình nữa. Ngài cá sấu. Ngài đây cần kiếm vậy, tôi là chủ ở cái shop này đó. Hiện tại ta đang cần một cái đèn sưởi, ngươi có bán đèn sưởi không? Ê, cái gì? Đèn sưởi á? Làm sao đây, có cách nào chế tạo cái đèn sưởi không ta? Nghĩ coi coi. Mình có cá này. Ngài cá sấu ơi, xíu nữa ngài quay lại sẽ có đèn sữa cho ngài đó. Để tôi đi làm cái đèn sữa đó cho. Được rồi, vậy thì làm nhanh cho ta đây. Biết rồi, giờ ngài xíu nữa ngài quay lại đi rồi tôi đi làm cho ngài. Được rồi, vậy bây giờ ta đi đây. Trời, mấy con này nó tới nó đặt hàng quá trời luôn á trời. Ôi, cất vô đây chứ. Thôi, xong rồi. Giờ thì đi làm cái đèn sưởi cho con quỷ cá sấu nè. Trời ơi, nhiều thứ quá vậy. Mình muốn làm được cái đèn sưởi á là mình cần đáp phát sáng ở dưới địa ngục á. Mình cần cái block đó mới làm được đèn sưởi. Thôi, giờ phải đi xuống địa ngục mới được. Mình xuống tới địa ngục đây. Và đây chính là những cục đáp phát sáng nè. Mình cần đập ra mấy cái này. Đây, lấy một phát sáng. Mình sẽ làm ở đây để làm ra được đá phát sáng. Đúng rồi, cần thêm. Rồi, bỏ đây. Rồi, 10 cục ơi. Đủ rồi, đi về thôi. Và món đồ tiếp theo mình cần đó chính là sắt. Đây rồi, lấy mấy cục sắt này. Còn chỗ nào có sắt nữa không ta? Kiếm thử coi. Ở đây còn sắt không? Ui, cái chỗ này là hôm bữa mình chỉ xong đi nè. Ôi, hên quá. Mình quay lại được cái chỗ mà tập trước mà bọn mình đi kiếm sắt để làm cái khẩu súng nè. Ngon. Có sắt rồi. Đi lên thôi. Được rồi, giờ mình sẽ làm ra cái đèn sưởi nè. Đặt ở đây một cái nè. Rồi, cái phía trên luôn nè. Đây rồi. Mình làm ra được 6 cái đèn sưởi luôn nè. Được rồi, giờ trang trí lên thôi. Cái khu nào còn trống cho mình trang trí 6 cái đèn sưởi lên. Trời, chắc bên đây thì bên đây mình thấy còn trống lắm nè. Đây, 6 cái đèn sưởi đóng, 6 cái đèn sưởi. Rồi xong, vậy là đủ rồi đó. Xong cái đèn sưởi rồi, giờ con chơi. Con gì đây? Ôi, bây giờ rồi, hãy bán cho ta một liều thuốc mê đi. Cái gì? Thuốc mê hả? Trời, cái con này con gì? Ê, cái này là con chuột túi mà. Ê, sao mà nhìn nó thấy ghê quá vậy trời. Ui, mắt nó trắng móc kìa. Ủa, còn có thêm cái miệng ngay bụng nữa. Cái gì? Một liều thuốc mê á? Để tôi xem nha, đợi tôi tí. Cái cửa hàng này tàn là quái vật gì đâu mà. Thuốc mê, gọi này thuốc gì đây? Này thuốc chậm, theo phải. Cái này thuốc gì đây? Thuốc hồi máu không phải luôn nè, kem. Thuốc nhanh nhẹn á, không phải. Trong đây không có thuốc mê. Chết rồi. Kiểu gì mình nó không có là mấy con này nó sẽ hâm dọa ăn thịt mình liền à. Thôi, kêu bọn nó chút xíu nó quay lại đi, mình sẽ đưa thuốc mê cho bọn nó. Ngài chuột túi ơi, hiện tại chúng tôi hết thuốc mê rồi, hay là chút xíu nữa ngài quay lại đi, tôi sẽ có thuốc mê cho ngài đó. Chút xíu sao vậy, không có thì đừng có chắc ba rồi. Biết rồi, ngài bình tĩnh đi, chút xíu nữa ngài quay lại. Đúng là cái bọn quái vật ở trong cái sở thú này toàn là đồ kinh dị mà. Mình đột nhập vô đây là đúng mà. Được rồi, đi làm thuốc mê cho con quỷ đó mới được. Để làm được thuốc mê thì mình cần phải hái những cái bông hoa siêu đáng sợ nè.
Ôi, cái bấy bên ngoài lấy 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 lấy. Rồi, giờ thì mình sẽ đi kiếm một chút xíu nguyên liệu. Tiếp theo đó chính là quả cherry đó. Đi kiếm nó thôi, đi kiếm nó thôi. Nó đâu rồi ta? Ui, đây rồi, hên quá. Có được hai cây nè, lấy 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 lấy. Rồi, giờ thì mình sẽ vô cái bàn chế tạo, mình bắt đầu pha chế thôi. Mình mới vừa kiếm được mấy cái bình nước này, giờ bắt đầu pha chế thôi. Đây đây, ba cái bình này dục ra. Rồi, cho mấy cái món đồ vô. Ây cha, ui trời. Đây rồi, đi rồi. Bỏ thuốc gây mê rồi nè. Bỏ vô trong đây thôi, bỏ vô trong đây thôi. Ờ, đâu đâu đâu, kế bên này luôn. Rồi, có thuốc gây mê rồi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mình xong tất cả những món đồ mà bọn nó yêu cầu rồi. Không biết con nào đi tới cửa hàng mình tiếp theo đây. Ui, mình thấy bóng dáng của con khỉ tới rồi kìa. Ui, cây búa của ta đã có chưa hả? Ui, có rồi, thưa ngài, đây để tôi lấy cho. Đâu rồi, à, đây, đây, cây búa của ngài đây. Ui. Wow, tốt lắm, cuối cùng ta cũng đã có cây búa rồi. Ui, ui. Được rồi, ngươi làm tốt lắm, bây giờ ta sẽ tha cho ngươi lần này. Ui, ui, nó đi về rồi hên quá, cố gắng bán hết cho ngày hôm nay được. Mình sẽ bắt đầu đi điều tra. Mình thấy con tiếp theo rồi kìa. Kem đâu, kem đâu rồi, kem đâu rồi nè. Mình tới kem của người đây. Đây, 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 đây. Kem nè, đó, kem đó. Ngon, ngon quá, ngon. Xong rồi, trời ơi, no miệng quá. Bọn này nó được ăn thịt mình là được rồi. Cho nó đi ra khỏi chỗ này giùm một cái. Ôi, con tiếp theo đó chuẩn bị tới đây, mình chắc chắn luôn á. Trời ơi, cái con này nó chẳng nghe được gì đó. Có điện sưởi rồi. Lây. Rồi, sáu cái điện sưởi của ngài đây, dài cái sáu rồi. Đây nè. Ôi, trời ơi, ta có được điện sưởi rồi, thôi, ta mang cho những người đó. Ôi, biết rồi, cảm ơn ngài rất là nhiều, cảm ơn ngài. Trời ơi, mấy bọn này nó định ăn thịt mình luôn á. Đóng cửa lại. Còn một con cuối cùng thôi để mình lấy sẵn rồi thuốc. Đây. Thuốc mê. Có thuốc mê cho ta chưa vậy? Ôi, có thuốc mê rồi đây trời. Cần tiếp thuốc mê đi nè. Ồ, tốt lắm. Cuối cùng cũng đã có thuốc ngủ rồi. Ôi, con nó có cần nó kiếm thuốc mê, thuốc ngủ nó làm gì vậy ta? Như hết những đơn hàng rồi đó. Giờ là xong hết trơn rồi. Ôi, cậu bé hôm nay làm tốt quá vậy. Dạ, hôm nay con bán gì ta cũng hết hàng rồi đó. Thôi vậy cậu bé có muốn làm thêm ca tối không? Ca tối à? À, hiện tại thì bọn ta đang thiếu một người trực ca đêm, con có muốn làm không hả? Nếu mà làm ca đêm thì ta sẽ trả tiền cho con gấp 3 lần luôn. Ủa, nhưng mà làm ca đêm là làm những gì vậy cháu ơi? Đơn giản lắm, con chỉ cần đi trong chừng giúp ta ở trong cái khu sở thú này thôi là được rồi. Cái gì trong chừng giống bảo vệ à? Nhưng mà có một đặc điểm là con phải cho những con động vật đó đi ăn đó. Ồ, vậy. Đây cũng là một cơ hội tốt để mình tìm sâu yến nè. Thôi được. Thôi dạ, con đồng ý chú ơi. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ đi theo ta sẽ dẫn con đi đến phòng bảo vệ. Dạ, đi thôi mấy bạn.